Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch để tạo ra những vùng xanh, hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu cụm công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh trong năm qua. Khu công nghiệp Tàng Lỏng, một trong những khu công nghiệp hóa chất luyện kim lớn của cả nước. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu, mọi quy trình sản xuất của các nhà máy tại đây đã bị đảo lộn. Áp lực mang tính sống còn của doanh nghiệp là phải đảm bảo phương án phòng dịch, tạo ra những vùng xanh, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất. Tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 cho toàn bộ người lao động, cán bộ công chức của các nhà máy trên địa bàn, từ đó đảm bảo cho cái sự an toàn tuyệt đối, tạo ra những vùng xanh trong sản xuất công nghiệp và tạo ra cái sự yên tâm cho bản thân người lao động cũng như là các đối tác khi mà thực hiện các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và hợp tác kinh doanh với lại các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Tại các nhà máy, tất cả công nhân đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt trong phòng chống dịch bệnh. Một số doanh nghiệp đã tập trung đổi mới sáng kiến, đầu tư dây chuyền công nghệ để làm một số mặt hàng có phẩm cấp, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Tỉnh Lào Cai cũng đã tạo điều kiện cho Đức Giang nhập các cái nguyên liệu vật liệu về sản xuất đúng tiến độ. Ví dụ như các cái tanh như là chứa axit này được nhập từ Trung Quốc thì một tháng khoảng 4.000 chiếc, lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 1.500 tỷ và lương bình quân cho cán bộ công nhân viên nó khoảng 17 triệu trên người trên tháng. Trong trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tổ chức lại các phương án vận hành để về đích các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đã sản xuất được khoảng 18.000 tấn đồng cathode, trong đó thì có 13.500 tấn đồng cathode sản xuất tại nhà máy luyện đồng số 1 tại khu công nghiệp Tàng Lỏng. Với cái việc đưa nhà máy luyện đồng số 2 vào sản xuất và phát huy tối đa cái năng lực sản xuất của nhà máy luyện đồng số 1 tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, thì đối với tổ hợp đồng sinh quyền của Tổng ty Khoáng sản tại Lào Cai cũng đóng góp vào cho ngân sách của tỉnh Lào Cai đâu đó cũng khoảng 1.000 tỷ đồng. Với quyết tâm đảm bảo mục tiêu kép trong sản xuất công nghiệp, trụ cột quan trọng của nền kinh tế, hoạt động tại các khu công nghiệp của tỉnh năm 2021 đã đạt kết quả đáng khích lệ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 42.200 tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.